các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 14. Chàm ghẻ lở phát sinh từ máu dơ. Phải ăn cơm nước mè theo số 7 cho đường ruột tốt, dẫn đến máu tốt mới hết bệnh. Xức dầu mè lên vết chàm, rồi thoa bột Dentyl lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.